Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã trở lại với Lê Claudio và tiếp tục những cái món hàng để phục vụ anh em chơi Tết. Tại vì cũng còn có vài ngày nữa thôi, mình sẽ chính thức nghỉ Tết, đón Tết âm lịch anh em nha. Thì clip ngày hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em, đặc biệt là phục vụ cho những khách mà là fan của loa Âu, đặc biệt là dòng loa kép. Và cặp loa này là cặp loa kép 102. Tuy nhiên, cặp loa này là cặp loa độc đáo và đặc biệt, hầu như là trên thị trường không có luôn nha, gọi là độc nhất vô nhị nha, cả thế giới như cũng ít. Vì sao? Vì cặp loa thì có, nhưng mà Khôi sẽ bật mí sau đây về cái độ độc đáo của cặp này. Thì đầu tiên thì đây Khôi sẽ quay cho anh em. Đây, đây là cái sự khác biệt của cặp loa này. Cặp loa này, cặp loa kép anh em ha. Thì nó có thêm một cái bộ này là gần gọi là bộ code server á, bộ server anh em, kép 102 này nè, nó là kép cube, kép cube. Thì tại sao gọi là cái này, cái đây này có cái model của nó này, SP2113. Thì cái bộ này nó đi kèm với cái cặp loa này anh em ha. Nó sẽ có một cái cục adapter, adapter này cắm điện 220 này, cắm vào đây nha, cắm vào đây. Rồi thì cái bộ này nó sẽ có hai đường tín hiệu, một là single và hai là tape nha, single và tape in vào này, là mình sẽ cho cái tín hiệu từ CD hoặc là từ điện thoại vào đây trước khi rồi ra ra âm ly ha. Trước này mình sử dụng này ha, có hai phần tape thì mình nhấn vào, không thì mình tape. Còn bên đây là cái counter, counter thì nó hiểu là nó giống như là cái phần lau nét á nha. Đó, đó là cái sự khác biệt của cặp loa này mà hình như trên thị trường không có. Cái cặp loa thì có anh em ha, thì thị trường thì có, Khôi cũng từng bán rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình sở hữu cặp loa nó có thêm cái bộ 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 code server. Cặp loa nó còn rất là đẹp anh em. Nó còn cái đẹp là đẹp cái này này, đó cái logo này này anh em ha, cái logo này. Nó được thiết kế dính liền trên e căng. Thì những cái cặp e căng zin thì mới có cái này anh em ha. Đây anh em này, nhìn thấy còn vết keo luôn ha. Đó, tuyệt vời anh em. Rồi, Khôi tháo nó ra luôn ha, ra luôn. Đó. Đây đây là cái cặp loa kép 102 anh em. 102. Thì toàn thân của nó là bằng gỗ. Thì cái cặp này á là nó zin nguyên bản mộc luôn. Nó theo thời gian, thì nó như vậy ha. Theo thời gian thì nó như vậy. Đây anh em. Đây là cái cọc loa này, cọc loa bằng đồng ha. Mình sử dụng bắp chuối hoặc là mỏ chim gắn vào đều được. Đây cái model của nó đây nè. Kép model 102 anh em ha. Công suất maximum là đến 100W là cho cái phần 4 ohm. Còn là 100W là 8 ohm. Thì khi mà mình đánh hai cặp loa trên các cái dòng âm ly đời mới á, thì nó sẽ cộng lại thì nó sẽ ra 4 ohm. Còn mình đánh thường một cặp á thì nó sẽ là 100W ha, 8 ohm, cực kỳ dễ ghép luôn. Lo anh em nhé. Rồi mic in in lần này nha. Cặp này trùng series luôn anh em, trùng series luôn ha. Tuyệt vời. Nói chung là ngoài cái việc hiếm rồi nó là còn trùng series thì nó sẽ có cái giá trị sưu tầm rất cao nha. Rồi về thiết kế thì nó cũng giống như các cặp khác thôi anh em. Chắp đôn và chắp huyền thoại của hàng kép này. Và đây anh em, bát bát này là bát gân cao su, nhưng mà nó rất là mềm anh em. Mình thấy này, bát rất là sâu ha. Đó, mình nhấn rất sâu nè. Cực kỳ luôn. Đó, đánh sẽ bát rất là sâu ha. Tất cả những cái thứ này còn đều zin hết nha. Zin hết. Gân cao su thì đặc trưng rồi. Mũi này là mũi vải anh em ha. Rồi. Ok. Thì nó có một vài cặp loa này thì Khôi cũng đã dùng nó test rất là nhiều. Khôi đánh với Sansui rồi này, Sansui 607 NRA này, rồi Rotel rồi này. Đó, đánh Rotel rồi. Rồi đánh với âm ly đèn cũng có luôn nha, rất nhiều rất nhiều. Nói chung là đã ghép nó rất nhiều. Thì nhiều anh em cũng đã theo dõi nhưng mà Khôi chưa bán, nhưng mà nhân dịp cuối năm này thì dọn nhà và cũng muốn bán bớt các cái đồ nhỏ mình sưu tầm. Nên hôm nay Khôi đưa lên bán nha. Anh em nào mà thật sự là người biết chơi, thích đồ ăn, đặc biệt là thích cái dòng kép này, thì chắc chắn biết được cái giá trị cặp loa này anh em ha. Nó thật là kinh khủng khiếp, nó hay lắm nha. Hay và hiếm, đúng cái tiêu chí là sưu tầm cho anh em dịp Tết này. Rồi, Khôi quay lại một lần nữa anh em. Đó, tất cả các cái thiết bị nó đi kèm này, cái bộ cốt với cái cục nguồn ha, lưới e căng zin, tem zin, loa zin. Đặt test hát hò rồi nè, yên tâm mua hàng nha.
Rồi về cái mức giá thì so với những cái cặp loa đến từ các cái hàng Splendor rồi những cái hàng BMW vân vân cùng cấu hình nhưng mà cặp này giá rất là tốt, rất là rẻ luôn ha. So với loại ý Chario thì nó ăn đứt từ xa luôn nhưng mà giá rất là mềm. Và cái mức giá mà cuối năm nay 11 triệu 500 bên này gọi là giá rẻ đó, giá rất là rẻ. Khôi đang sưu tầm nhưng mà rồi Khôi nói tiếp cái chỗ này mới nghe điện thoại của khách xong. Thì về cái mức giá thì Khôi thấy nó rất là hợp lý nè, so với những cái gì mà nó mang lại, thương hiệu này, đẳng cấp, rồi chất âm định cao, rồi thêm một cái bộ code server, rồi trùng series vân vân thì nó quá tuyệt vời. Rồi cái mức giá là 11 triệu 500, anh em chuyển khoản thì Khôi sẽ bao ship tận nơi. Còn anh em nào mà chưa yên tâm thì có thể cọc 30%. Nhưng mà Khôi không bao ship, anh em phải tự chịu phí ship và phí dịch vụ thu hộ nhé. Rồi phần cuối thì Khôi sẽ ghép với một cái ca khúc trữ tình, anh em cùng nghe lại. Còn nếu anh em nào mà cần nghe thêm thì có thể vào những cái clip trước nha để nghe về chất âm về cặp loa này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. Anh em nhớ đăng ký vào kênh nút đỏ bên dưới để cập nhật thường xuyên mới nhất những cái sản phẩm mà Khôi đăng tải hàng ngày. Em.
nào hơn.